thấu hiểu để yêu thương đúng cách, lắng nghe để đồng hành dài lâu. Tigon 20 năm vì vẻ đẹp làn da Việt. Gia nhập thị trường làm đẹp từ năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn Tigon tự hào là thương hiệu mỹ phẩm nội địa uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Trong suốt gần 20 năm qua, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gồm các tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, cử nhân hóa đã không ngừng tập trung nghiên cứu để phát triển những dòng sản phẩm mang giá trị thiết thực nhất cho người tiêu dùng. Điểm nổi bật của các dòng sản phẩm của Tigon chính là sự lành tính và hiệu quả. Ưu điểm cốt lõi là việc ưu tiên tận dụng các thành phần, nguyên liệu tự nhiên, phù hợp với khí hậu và đặc trưng môi trường địa phương, nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề da mà người Việt thường gặp phải. Mong muốn đáp ứng đầy đủ chương trình chăm sóc da hàng ngày, công ty chúng tôi đã phát triển đa dạng các dòng sản phẩm kem trị mụn, kem trị nám, kem chống nắng, kem dưỡng da, serum trắng da, serum trị mụn và thâm, sữa rửa mặt trắng da, sữa dưỡng thể, mặt nạ thải độc, mang thương hiệu vô cùng quen thuộc như Miss White, Miss White Pharma, Miss Collagen, Disco G10, Onsley. Đặc biệt là thương hiệu Socot Pharma, đây là dòng sản phẩm nổi bật với các thành phần an toàn và lành tính, là dòng dược mỹ phẩm mang lại hiệu quả phục hồi nhanh chóng và bền vững. Những sản phẩm này được sáng chế đặc biệt, dành riêng cho làn da châu Á, hướng đến việc dưỡng trắng tập trung, tái tạo và phục hồi da trẻ khỏe từ sâu bên trong. Đặc biệt, chúng tôi đang đi sâu vào nghiên cứu các sản phẩm tế bào gốc được chiết xuất từ nguồn thiên nhiên như thực vật hoặc tế bào mô mềm để cho ra những sản phẩm với tác dụng nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Ra đời khi ngành công nghiệp mỹ phẩm nước nhà vẫn còn non trẻ, công ty trách nhiệm hữu hạn Tigon vẫn mạnh dạn tập trung đầu tư vào cơ sở sản xuất và nghiên cứu hiện đại để sản phẩm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh việc sản xuất và phân phối độc quyền các dòng mỹ phẩm chất lượng, Tigon còn là một trong những đơn vị gia công mỹ phẩm hiếm hoi sở hữu mô hình tự chủ về hệ thống nhà máy gia công rộng hơn 10.000 m2, được trang bị đầy đủ các phòng chức năng chuyên biệt như kho lưu trữ nguyên liệu, phòng kiểm soát chất lượng, khu vực đóng gói và dán nhãn, kho thành phẩm, phòng điều hành và văn phòng quản lý, khu vực logistics và vận chuyển, phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển. Toàn bộ các giai đoạn trong quá trình gia công đều được QA, QC kiểm soát gắt gao, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ Y tế. Nhà máy đạt chứng nhận CGMP, ISO, FDA Hoa Kỳ. Dựa trên những thế mạnh và kinh nghiệm của mình, Tigon tự tin có thể hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện nhất, từ khâu nghiên cứu sản phẩm, thiết kế bao bì, mẫu mã đến khâu tư vấn chiến lược marketing, tư vấn truyền thông, giúp khách hàng phần nào tiết kiệm được các chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm thấp mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất. Trải qua quá trình gần 20 năm hình thành và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn Tigon đã xây dựng được vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Sự uy tín của thương hiệu liên tục được củng cố và khẳng định thông qua các giải thưởng danh giá như giải thưởng Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2024, Thương hiệu mạnh ASEAN 2024, Top 10 Sản phẩm và Dịch vụ Chất lượng Châu Á 2024, cùng nhiều giải thưởng khác. Thành công chinh phục được sự tín nhiệm của người tiêu dùng khắp cả nước với hơn 200 nhà phân phối trải dài từ Nam ra Bắc. Nhưng Tigon sẽ không dừng lại ở đó. Công ty vẫn không ngừng nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, đồng thời có trách nhiệm cao với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong tương lai, Tigon sẽ mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực Đông Nam Á và Châu Á, từng bước xây dựng và khẳng định vị thế thương hiệu mỹ phẩm Việt trên trường quốc tế. Tigon, 20 năm vì vẻ đẹp làn da Việt.